Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua khung nhôm càng carbon mang thương hiệu của Pháp Chopic Marit. Vâng, đây là một mẫu xe đua của Pháp bán rất chạy tại cửa hàng em, Chopic Marit các bác nhá. Bây giờ em sẽ đi vào review chiếc xe. Vâng, chiếc xe màu xanh đen. Toàn bộ sơn của xe là nước sơn lì các bác nhé. Với nước sơn này thì chỉ có khi mà bụi bẩn các bác có thể lau là nó sạch rồi. Chopic Marit, xe mang thương hiệu của Pháp, khung nhôm càng carbon. Em đánh giá chiếc xe trên 90%, sơn còn khá là mới. Chỉ có một vài vết sức nhẹ sơn này do đã qua sử dụng, không đáng kể. Khung là aluminium 6061 các bác nhé, nhôm siêu nhẹ. Vâng, và xe đi dây âm sườn toàn bộ như các bác thấy trên khung hình đây. Đi dây âm sườn đến cuối luôn. Càng carbon. Ghi đông cổ phốt của Uno. Uno một hãng làm phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng. Các bác thể lên Google search thêm về hãng này. Ghi đông cũng được làm từ aluminium 6061 các bác nhé. Uno. Chiếc xe có một biểu tượng của chữ Chopic, chữ T. Phanh được trang bị bộ phanh 3 mảnh của Shimano Sora, nguyên bản theo xe. Bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora. Bên này bên lip. Bên này bên đĩa. Vâng. Càng của Chopic, càng carbon. Bộ có cặp vành của Chopic nguyên bản theo xe. Đây là một mẫu xe đua của Pháp Chopic các bác nhá. Bộ vành của Chopic. Thông số lốp là 700 × 23C. Đây là bên dưới của xe, cũng có chữ Chopic ở dưới khung. Màu xanh là cây. Vâng, em sẽ đo chiều cao đứng của xe là size 53 các bác nhé. Phù hợp các bác từ 1m65 đến 1m75. Size 53 có thể đi vừa chiếc xe này. Trên đây, trên khung xe có ghi 53cm đây. Đây chữ ký của nhà sản xuất.
cọc yên và yên nguyên bản của Pro Max. Yên rất là mới các bác nhé. Cọc yên nhôm. Bộ phanh sau của Shimano Sora nguyên bản theo xe. Củ đề của Shimano Sora. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora. Đây các bác thấy đây là một Sora. Nguyên một bộ group của Shimano Sora. Bộ vành sau của Chopic. Xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 9 tầng lip. 2 đĩa cho xe 18 tốc độ. Giờ em sẽ test chuyển động của xe. Đây Mayer cũng có chữ Chopic các bác nhé. Mayer nguyên bản của xe đây. Cả đồ bên di nguyên bản. Vâng, xích và lip còn rất là mới các bác nhé. Lên lip. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Sora. Mayer nguyên bản Chopic xuống lip. Bên phải em là 2 tầng đĩa, đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora. Xuống đĩa, lên đĩa. Gạt đĩa cũng của Shimano Sora. Vâng, và vừa review trong chiếc xe Chopic được trang bị khung nhôm cả carbon Chopic Madrid các bác nhá, mang thương hiệu của Pháp. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 9,3 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 913 để xem những ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn chiếc chuông để hiện những thông báo mới nhất về những xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.